Xin chào các em học sinh lớp 6, chào mừng các em đến với bài giảng môn số học của cô ngày hôm nay. Chúng ta cùng sang tiết 66, tính chất cơ bản của phân số. Trước khi vào bài, các em hãy cùng nhớ lại kiến thức của bài học trước. Khi nào phân số A trên B bằng phân số C trên D? Câu hỏi thứ 2, tìm các số nguyên x y biết. Câu A, x trên 7 bằng phân số 6 phần 21. Câu B, âm 4 tất cả trên y bằng 20 phần 25. Tiết trước chúng ta đã được học về định nghĩa hai phân số bằng nhau. Hai phân số A trên B và C trên D gọi là bằng nhau nếu tích chéo A nhân D bằng với B nhân C. Và đối với bài toán này thì các em có thể dễ dàng tìm x thông qua phần định nghĩa x sẽ bằng 7 nhân 6 tất cả trên 21 bằng 2. Đối với câu B thì làm tương tự, y sẽ bằng tích chéo âm 4 nhân 25, sau đó thì chia cho 20 và kết quả ra âm 5. Chúng ta cùng sang phần 1 nhận xét. Các em mở sách giáo khoa trang số 9, làm hỏi chấm 1, giải thích vì sao âm 1 phần 2 bằng phân số 3 phần âm 6, phân số âm 4 phần 8 bằng phân số 1 phần âm 2 và phân số 5 phần âm 10 bằng phân số âm 1 phần 2. Chúng ta sẽ dựa vào phần định nghĩa về phân số bằng nhau mà chúng ta được học ở bài trước. Phân số đầu tiên, âm 1 phần 2 bằng phân số 3 phần âm 6. Lý do bởi vì tích chéo âm 1 nhân âm 6 bằng tích chéo 2 nhân 3 vì cùng bằng 6. Giải thích tương tự với cặp thứ 2. Cô nhân chéo tích âm 4 nhân âm 2 bằng 8 nhân 1. Và kết quả cùng bằng 8. Vậy là hai phân số này bằng nhau. Hai phân số tiếp theo bằng nhau bởi vì 5 nhân 2 bằng âm 10 nhân âm 1. Cô có phân số 1 phần 2 bằng phân số 5 phần 10. Các em sẽ quan sát từ trái qua phải. Khi cô nhân tử số với 5, kết quả bằng 5. Cô đem mẫu số là 2 nhân 5, kết quả bằng 10. Như vậy là cô đem cả tử số và mẫu số của phân số 1 phần 2 nhân với 5 thì cô được một phân số mới bằng với phân số đã cho. Còn đối với phân số âm 4 phần 8, cô đem chia âm 4 cho âm 4, kết quả bằng 1. Lấy 8 em chia cho âm 4, kết quả bằng âm 2. Như vậy là cô đem cả tử số và mẫu số của phân số âm 4 phần 8 chia cho âm 4 và ta được một phân số mới bằng với phân số đã cho. Tương tự như ví dụ thì các em sẽ cùng thực hiện bài tập 1 vào trong vở ghi của mình. Câu A, điền số thích hợp vào ô trống. Đây là một bài tập khá đơn giản đối với các em. Và sau đó thì từ việc điền đó thì các em sẽ khái quát nó thành công thức và phát biểu cái công thức đó thành lời. Việc thực hiện bài tập này thì các em đã khám phá ra những cái tính chất cơ bản của phân số. Chúng ta cùng sang phần số 2, tính chất cơ bản của phân số. Tính chất thứ nhất, nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không thì ta được một phân số bằng với phân số đã cho. Công thức tổng quát như sau, cô có phân số A trên B và sau đó thì cô đem nhân cả tử số và mẫu số với số nguyên m và số nguyên m ở đây khác không thì ta được một phân số mới bằng với cái phân số đã cho. Tính chất số 2, nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì được một phân số bằng với phân số đã cho. Công thức tổng quát như sau, cô cũng có phân số A trên B và sau đó thì cô đem chia cả tử số và mẫu số cho một trong những cái ước chung của chúng thì cô sẽ được một phân số mới bằng với cái phân số ban đầu. Áp dụng tính chất cơ bản của phân số và các em sẽ làm bài tập sau đây. Điền số thích hợp vào ô vuông. Câu A, phân số âm 1 phần 2 bằng. Chúng ta nhận thấy quan sát từ trái qua phải, âm 1
cô đem nhân với âm 3, kết quả cho thẳng 3. Như vậy để có một cái cặp phân số bằng nhau thì dưới mẫu 2 cũng phải đem nhân với âm 3 và cho ta kết quả là âm 6. Vậy số thích hợp điền vào sẽ là âm 6. Âm 1/2 bằng 3/âm 6. Đối với câu B, các em quan sát âm 12 cô đem chia cho âm 2 thì cho ta kết quả bằng 6. Như vậy là ở trên tử chúng ta cũng phải đem chia cho âm 2. Chia cả tử số và mẫu số cho cùng một số. Và số này là ước chung của âm 4 và âm 12 thì cho ta một phân số mới bằng với phân số đã cho. Vậy chúng ta sẽ điền số 2. Các em làm hỏi chấm 3 trang số 10 sách giáo khoa. Viết mỗi phân số sau dưới dạng phân số bằng nó mà có mẫu số dương. 5/17, âm 4/11, A/B, trong đó AB là cái số nguyên và B là số nguyên âm. Ở tiết học trước thì các em sẽ sử dụng định nghĩa hai phân số bằng nhau để làm bài tập này. Nhưng đối với tiết này thì cô muốn các em sử dụng tính chất cơ bản của phân số để làm bài tập. Các em quan sát phân số 5/17. Tử số bằng 5, mẫu số là một số nguyên âm, âm 17. Như vậy, muốn viết thành một phân số bằng nó mà có mẫu số dương thì cô sẽ đem nhân với một số, nhân cả tử số và mẫu số với một số nguyên âm. Và cô có thể nhân với âm 1 chẳng hạn. Khi đem với nhân với âm 1 thì cô được phân số mới âm 5/17 bằng với phân số đã cho và có mẫu dương, thỏa mãn yêu cầu đề bài. Tương tự, đối với phân số âm 4/11, mẫu số ở đây bằng âm 11 là một số nguyên âm. Như vậy, muốn biến đổi thành mẫu dương thì cô sẽ đem nhân với số nguyên âm, có thể là âm 1. Và cô được phân số mới là 4/11 bằng với phân số ban đầu. Hoặc các em có thể đem nhân với số âm 2 hoặc là âm 3 với cả tử số và mẫu số. Và kết quả cho ta cũng được một phân số mới bằng với phân số đã cho và có mẫu dương. Đối với phân số A/B thì cô sẽ đem nhân với âm 1. B là một số nguyên âm thì chắc chắn âm B là một số dương rồi, thỏa mãn yêu cầu đề bài. Một bài tập tiếp theo, các em hãy viết phân số âm 2/3 thành 5 phân số khác bằng nó. Như vậy là các em chỉ việc sử dụng tính chất cơ bản của phân số để viết thành những cái phân số mới bằng với phân số đã cho. Phân số âm 2/3 cô có thể viết bằng phân số âm 4/6. Ở đây cô viết được bằng cách sử dụng tính chất, cô nhân cả tử số và mẫu số với 2 thì cô được một phân số mới, đó là âm 4/6 bằng với phân số âm 2/3. Tiếp tục, cô có thể đem nhân cả tử số và mẫu số cho âm 1 và cô được phân số 2/3 bằng phân số ban đầu. Hoặc cô có thể đem nhân cả tử số và mẫu số với âm 2 thì cô được phân số 4/6 bằng với phân số đã cho. Hoặc cô đem nhân cả tử số và mẫu số với 3, cô được phân số mới âm 6/9 bằng phân số ban đầu. Như vậy là ta thấy mỗi phân số sẽ có vô số các phân số bằng nó. Và các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi đó là số hữu tỉ. Và cái kiến thức này thì các em sẽ được hiểu rõ hơn trong chương trình toán lớp 7. Như vậy là trong cái bài học này thì các em cần ghi nhớ những cái kiến thức như sau. Nếu ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số nguyên khác không thì ta được một phân số bằng với cái phân số đã cho. Chúng ta cần ghi nhớ nếu mà ta chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng với phân số đã cho. Ta có thể viết một phân số bất kỳ có mẫu âm thành một phân số bằng nó có mẫu số là dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với âm 1, âm 2, vân vân. Chúng ta có thể nhân với các số nguyên âm.
và mỗi phân số có vô số các phân số bằng đó. Cái điều này các em phải cần chú ý và ghi lại vào trong vở. Các em cùng thực hiện một bài tập trắc nghiệm đúng hay sai. Cô cho những cái khẳng định sau và các em cùng xem xét. Khẳng định đầu tiên là nếu cộng cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không thì được một phân số bằng với phân số đã cho. Và chắc chắn là cái khẳng định này là sai rồi, bởi vì trong cái tính chất của chúng ta không có cái tính chất cộng cả tử và mẫu. Câu B. Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì được một phân số bằng với phân số đã cho. Cái khẳng định này có ngay ở trong phần tính chất mà các em vừa được học rồi, khẳng định đúng. Câu C. Nếu ta nhân mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không thì ta được một phân số mới bằng với phân số đã cho. Khẳng định này là sai. Ta phải nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không, chứ không thể là nhân mẫu được. Câu D. Nếu ta nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng một số nguyên khác không thì ta được một phân số bằng với phân số đã cho. Đây khẳng định đúng. Đây là phần tính chất cơ bản của phân số. Khẳng định cuối cùng, nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng với phân số đã cho. Khẳng định đây là khẳng định đúng. Các em cùng thực hiện đối với câu F. Âm 13 phần âm 39 bằng phân số 2 phần 6. Đây là khẳng định đúng hay sai. Các em có thể kiểm tra dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau, hoặc các em có thể dựa vào phần tính chất cơ bản mà chúng ta vừa được học. Cô xem xét đến phân số thứ nhất âm 13 phần âm 39. Cô đem chia cả tử số và mẫu số cho âm 13 và cô nhận thấy nó bằng phân số 1 phần 3. Và cô cũng nhận thấy là 2 phần 6 cũng bằng phân số 1 phần 3 và do đó là cái hai phân số này bằng nhau. Khẳng định này là khẳng định đúng. Đối với câu G, phân số âm 8 phần 4 bằng phân số 10 phần âm 6. Các em có thể kiểm tra dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau, kiểm tra tích chéo 4 x 10 bằng 40, âm 8 x âm 6 thì bằng 48. Và hai cái số này khác nhau, suy ra là hai cái phân số này khác nhau. Hoặc các em có thể giải thích như sau. Đây là một khẳng định sai. Câu H. Phân số 9 phần 16 bằng phân số 3 phần 4. Đây cũng là một cái khẳng định sai, bởi vì cô lấy 9 đem chia cho 3 thì kết quả bằng 3. Nhưng mà ở dưới mẫu là 16, cô đem chia cho 4 thì bằng 4. Như vậy là trên tử và dưới mẫu ta không cùng chia cho một cái số nguyên. Như vậy là hai phân số này không bằng nhau. Y. Mười lăm phút thì bằng 15/60 giờ, bằng 1/4 giờ. Điều này đúng hay sai? Và đây là một cái khẳng định đúng. 1 giờ thì bằng 60 phút. Như vậy là 15 phút thì sẽ bằng 1/4 giờ. Như vậy là thông qua bài học này, các em đã được học về tính chất cơ bản của phân số và một vài những cái chú ý quan trọng. Về nhà các em làm hoàn thiện các bài tập trong sách giáo khoa, bài 11, 12, 13, 14, trang 11, và xem trước bài rút gọn phân số. Thân ái, chào tạm biệt các em.